Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 25 tháng 5 năm 2022 á, em có ra sau lưng Sơn Vận Động Tân An em bán. Bây giờ em sẽ quay video báo giá từ cái điện thoại. Cả nhà sẽ muốn hội giùm em nha. Hiện em máy tính bảng còn ít, ngày mai em mới nhập máy tính bảng. Rồi tiếp theo nha, nay em có về một cây Sony nha, chỉ với một cây Sony nha. Nói chung dòng Sony em cũng ít nhập lắm, nhưng mà cây nào cứng ok nghiêm chỉnh em mới nhập thôi. Sony này là vô kìa đặt, Sony X-TRA, màu vàng đồng, máy còn nhân tay luôn nha cả nhà. Sony X-TRA G 3416, Android 8 chấm, màu vàng đồng, máy còn nhân tay luôn nè. Xài 2 sim một thẻ nhớ, 32GB, máy đẹp trên 80%. Nói chung là đa phần trước lúc em nhập hàng về bán cho khách là em phải lựa máy đẹp, không trầy sức nhiều. Thúy An bán điện thoại cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha. Hình thức bán hàng là khách điện thoại cho em kết bạn Zalo, số điện thoại là 0388 792 574, ở góc tay trái. Kết bạn Zalo, muốn xem hình thì em gửi hình video, rồi chốt cái gì em ship y chang cái đó. Hình thức ship là cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc kè điện thoại vẫn được, hoặc có Momo. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship trừ phí cọc ra. Cọc là hình thức không bị bơm hàng thôi nha cả nhà. Còn cô bác anh chị nào đã xem kênh Thúy An TV thì khỏi lo vấn đề mất cọc nha. Cọc hàng, cọc tiền cho em là em ship hàng nha. Em không ship hàng được cho khách thì em sẽ trả cọc lại cho khách. Rồi Sony màu vàng đồng duy nhất một cây, 1 triệu 3. Rồi tiếp theo em còn duy nhất một cây iPhone 5 thường. Cây này màu xanh dương đậm, máy sạch nha, không dính tài khoản nha. Cây này 16GB, 750 ngàn. iPhone 5 thường 750 ngàn không dính tài khoản. Rồi tiếp theo 5S Samsung 5S S5. Chết trăm bấm lộn. Samsung S5 Android 6 chấm, RAM 2 16GB, máy cũng được trên 80% nha. Rồi giá 700 ngàn. Tiếp theo iPhone 4 thường, không dướng tài khoản, máy sạch. Cây này là xài Zalo được, Facebook, YouTube luôn nha cả nhà, không dướng tài khoản luôn, 400 ngàn. Màu xanh đen. Khách nào chuyển khoản hết nguyên cái máy thì em bao ship nha. Chứ em bán máy không kèm phụ kiện. Thứ nhất, thứ hai là phí ship khách trả. Còn khách nào chuyển khoản hết cái máy, ví dụ máy này 800 ngàn chuyển khoản em hết 800 ngàn em bao ship. Cây này là Oppo R7KF, Android 5.1, RAM 2 16GB, màn hình AMOLED, 800 ngàn nha, màu vàng đồng. Rồi neo 7 luôn, còn gọi là A33W, 16GB, RAM 2 16GB, máy màu trắng, giá 700k luôn nha cả nhà. $700k. Tiếp theo có 3 cây Note 3, 2 cây màu trắng, 1 cây màu đen. Note 3 thường em bán khách là RAM 3 là nó là 32GB nha. Có cây viết. Note 3 là thường là có cây viết Note 4 vậy, mà nay Note 4 hết hàng rồi nha. Những dòng này em bán được lắm cho nên em hay nhập. Nói chung dòng Note chụp hình rất là đẹp sáng nha. Rồi giá 900k. Note 3 2 cây màu trắng, 1 cây màu đen, 900 ngàn nha, 32GB, máy được trên 80% nha cả nhà. Thúy An bán điện thoại có một mình trên kênh YouTube Thúy An TV nha cả nhà. Mong cô bác anh chị ủng hộ kênh Thúy An Vlog của em nha, kênh phụ của em á. Cô bác anh chị nào thương Thúy An với ủng hộ kênh Thúy An TV thì đăng ký kênh Thúy An Vlog giùm em. Em cảm ơn cô bác anh chị. Rồi cái này là Note Z-barrel. Cái này là Z-barrel 32GB. Thúy An bán là Samsung chính hãng nha. Màn hình Rim. Rồi cây này giá 900k nha, Z-barrel màu xanh 900k. Tiếp theo em còn một cây A5 màu đen màu hồng. Cây này RAM 2 16GB, xài 2 sim một thẻ nhớ luôn. Máy khuôn đúc nha, giá 1.100.000 nha cả nhà. Màu hồng. G5. G5 2016, RAM 2 16GB. Cây này học online được luôn. Hai cây này màu vàng đồng. Giá 800k cho khách. G 16GB 800k. G năm 2016. Rồi tiếp theo A7 nha, em còn duy nhất một cây. A7 2017. 2018 xin lỗi nha, em nói lộn. A7 2018, RAM 4 64GB. Cây này 1.9 triệu nha cả nhà. Màu vàng đồng. A7 2018. 1.9 triệu màu vàng đồng, RAM 4 64GB. Rồi, tiếp theo A7, em có cây A7 luôn. Vô cấu hình cài đặt. A7 2017 luôn. RAM 3 32GB. Mặt kính trước cũng được trên 80%, không trầy xước nhiều, nó hơi dơ nha, bo nè. Xài 2 sim một thẻ nhớ. Giá 1.6 triệu nha cả nhà, 32GB. Rồi tiếp theo iPhone, em có một cây iPhone 12 Pro Max. Cây này là hàng xách tay của Sin nha, Singapore nha cả nhà. Hàng xách tay của Singapore. 12 Pro Max nó là 512GB. Camera này cả nhà. Khách nào có nhu cầu mua mặt hàng này thì cứ kết bạn Zalo em, số điện thoại là 0388 792 574. Em ship code ship toàn quốc nha. Thúy An ship hàng cho khách là ship bưu điện nhà nước nha. Trước lúc ship là bưu điện kiểm tra hàng xong rồi mới ship hàng, em chỉnh ok mới ship. Em đã ship bưu điện nhà nước. Rồi cây này giá 2 triệu nha. 12 Pro Max 512GB giá 2 triệu. Vivo RAM 3 32GB. Máy màu đỏ. Vivo 1906. Màn hình giọt nước. Giá 1.650.000, 32GB. Tiếp theo G7 cộng còn gọi là G7 Lux. RAM 4 32GB. Máy đẹp trên 80% nha cả nhà. Đây bo nè cả nhà. Xài 2 sim một thẻ nhớ. Giá 1.7 triệu. G7 Lux. Em có hai cây màu đen luôn nha. Rồi 1.700.000. RAM 4 32GB. G7 Rim nha, G7 Rim hãng Nam Mỹ Đức hàng nơi mới có hàng nha. G7 Rim 32GB. 2 sim một thẻ nhớ. Máy được trên 80% nha. Cây này giá 1.4 triệu. Cây màu xanh cũng vậy luôn nha cả nhà. G7 Rim luôn, 32GB. 2 sim một thẻ nhớ, giá cũng 1.4 triệu luôn. Máy đẹp trên 80%. Em có một cây vỏ hơi xấu. Cây này nè, mặt sau hơi trầy nha. Mặt kính trước không trầy xước nhiều. Giá 1.3 triệu nha cả nhà. G7 Rim vô cấu hình kìa đó. Đây camera. Camera trưa xà trước, camera sau. G7 Rim, còn gọi là cây này là hãng xách tay. Hãng xách tay là On 7 nha, xách tay của bên Nhật nha. 2016, On 7 2016. Cây này giá 1 triệu 4. Giá 1 triệu 3, em nói lộn, giỏ hơi xấu, giá 1 triệu 3 nha. On 7 2016, hãng xách tay của Nhật. Giá 1 triệu 4, 1 triệu 3, 1 triệu 300 ngàn nha cả nhà, xin lỗi em nói lộn nha, em lộn giá cây G7 Rim. Rồi tiếp theo Mi, chết cha, cây này em tắt nguồn quên. Mi Max 2, cây này RAM 464, màn hình 6.4, nó bự như cần màn hình 7 inch đó cả nhà, còn nhân tay luôn nha. Như máy tính bảng vậy. Cây này giá 1 triệu 8 500 ngàn, 50 ngàn, 1 triệu 8 50 ngàn. Rồi cái nãy em tắt nguồn giờ em khởi động lại nha cả nhà. Mi Max 2, RAM 464GB đây, RAM 464GB, màn hình 6.4, giá 1 triệu 850 ngàn. Này nó dạng to cũng như cỡ như máy tính bảng thôi nha. Rồi 1 triệu 850 ngàn. Tiếp theo em hai có hai cây 6S S6 Samsung nha, 32GB, cây màu vàng đồng và cây màu trắng, giá 1 triệu 300 ngàn nha cả nhà. Camera trước, camera sau. Rồi X6 1 triệu 300, 1 triệu 300 ngàn. Huawei Nova 2i em còn duy nhất một cây, RAM 464GB, RAM 464GB, học online được, chơi game liên quân chi phai được, hát karaoke luôn, giá 1 triệu rưỡi, 1 triệu 500 ngàn. Mật khẩu là 6 số 0. Rồi cây này RAM 464GB nha cả nhà, màn hình rất là mượt nha. Rồi 1 triệu 500 ngàn, RAM 464GB. Tiếp theo em còn duy nhất một cây Z-barrel nha. Z-barrel thường là em bán là RAM 32GB, chơi game liên quân chi phai được, học online được, 2 sim 1 thẻ nhớ. Cây này giá 1 triệu 6 50 ngàn, màu xanh nước biển. Cây này A5 dễ chữ Z. Cây này RAM 3 32GB, màu vàng đồng, máy khuôn đúc luôn. A5 2017, học online được nha, màn hình 5 inch, 2 sim 1 thẻ nhớ, chưa sạc Galaxy, giá 1 triệu 200 ngàn. Apple C1, Apple A71, hai cây này đồng giá luôn nha cả nhà, màn hình giọt nước luôn, đồng giá 1 triệu 350 ngàn. Tiếp theo Samsung A30, nay em nhập được một cây A30, màn hình tay thỏ, RAM 32GB. Đây A30 RAM 32GB, giá 1 triệu 8 nha cả nhà. $1.800.000. Tiếp theo Redmi 32GB, Android nó 10 chấm nha, màn hình giọt nước luôn, giá 1 triệu 6 nha cả nhà. Redmi giá 1 triệu 6. Mi Note 5 em có hai cây, màu vàng đồng và màu đen và màu xanh nước biển. Xin lỗi cả nhà em nói lộn. Cây này á, là 32GB. Nói chung máy trước khi lúc em bán ngoài đây nè, em dọn về là em phải tắt nguồn, có nhiều máy em chưa khởi động là em quên á. tắt luôn để về á, mình đi đường về nhà chở nó va chạm. Rồi hay này giá 1.6 triệu, Note 5 32GB 1.6 triệu màu xanh luôn, đi 6 cộng RAM 3 32GB màu đỏ, giá 1.6 triệu 50.000 32GB. Học online được, hát karaoke được, chơi game liên quân chi phê luôn. Rồi giá 1.6 triệu 50.000. Em có cây A6 cộng A6 cộng RAM 4 nha, A6 cộng này RAM 4 32GB. Mặt kính trước không chạy xước nhiều, mặt sau thì nó xấu theo thời gian nha cả nhà. Vỏ Rino không thay luôn. Giá 1.7 triệu nha cả nhà. A6 cộng giá 1.7 triệu. Tiếp theo có một cây Nokia 6 lút 6.1 lút RAM 4 64GB. Cây này giá 1.500.000 nha. Nokia 6 lút M10 rơi 10 chấm RAM 4 64GB, giá 1.500.000. Cơ cấu hình cài đặt. Rồi chuối sạc Galaxy nha cả nhà. Rồi giá 1.500.000. Oppo F1, F3. Oppo F3 RAM 4 64GB. Có tặng ốp lưng nha. Giá 1.450.000. Cảm ứng nha, cúp hôm là xài cảm ứng nha, 1.450.000. G4, G4 cộng RAM 2 16GB. Mặt sau có dán đá bể nha. Máy cũng được trên 80%, mặt trước không chạy xước nhiều. Giá 1.350.000. Rồi C4 cộng 16GB chơi game liên quân chi phai được, màn hình 6 inch. Giá 1.350.000. Mi 7 32GB. Màn hình giọt nước, chơi game liên quân chi phai được, học online được. Mi sạch không nhớ tài khoản nha. Đây này giá 1.5 triệu, màu xanh dương đậm. Xanh dương đen đậm. Rồi tiếp theo A6, hồi nãy em có cây A6 cộng, giờ em có hai cây A6 RAM 3 32GB màn hình 5 inch nha. Hai cây máy đẹp, xài 2 sim một thẻ nhớ, không vướng tài khoản gì hết. Giá 1.600.000. iPhone 6 thường nha, còn gọi là 6G 64GB nha, hai cây này đều đầu 64GB hết. Máy sạch không dính tài khoản gì hết nha cả nhà. Giá 1.500.000 nha. Cây này iPhone của em 64GB là 1.500.000. Thiết lập để sau, bấm lộn nó không xuất ra. Rồi 1.500.000 64GB. Hai cây màu vàng đồng. Rồi tiếp theo C2 450.000 nha. C2 này là xài Zalo, Facebook được, YouTube được luôn. Cây này không phải C2, cây C2 là cây này màu vàng đồng, xài Zalo, Facebook, YouTube được. Android 5 chấm là cây này là G361, cũng xài Zalo, Facebook, YouTube được. Hai cây đồng giá 450.000 nha. Màn hình 4.5 4.6, màn hình nhỏ nha, nhưng vẫn xài Zalo, Facebook được, YouTube được. Rồi G5 em có hai cây màu trắng và màu vàng đồng. 5 xài Zalo, Facebook, YouTube được, học online được. Giá 700k nha cả nhà, màu vàng đồng và màu trắng giá 700k, xài 2 sim, 1 thẻ nhớ Zalo, Facebook, YouTube được. Còn C7 G2 Rim em thường nhập á, thì cả nhà có xem kênh em á, bao lâu nay cả nhà cũng biết. G2 Rim giá 650.000, xài Zalo, Facebook, YouTube được luôn, học online được luôn nha. Hiện tại em chỉ có màu vàng đồng thôi, 3 cây. Giá 650.000. G360 cũng vậy, G360 cũng xài Zalo, Facebook, YouTube được. 2 sim, 1 thẻ nhớ luôn. 650.000 đồng giá với G2 Rim luôn nha cả nhà. Rồi. Tiếp theo A500 em có 1 cây. Xài 2 sim, 1 thẻ nhớ, nó cũng 16GB luôn. Giá 750.000. G5 Rim 1 cây màu hồng kim tím, xài 2 sim, 1 thẻ nhớ, 1 cây màu vàng đồng. Cây này vỏ cũng hơi xấu, tặng ấp lưng. Giá 900k cho khách. Màu vàng đồng và màu hồng 900k nha cả nhà. Rồi duy nhất còn 1 cây iPad 16GB, xài sim, máy sạch, không dướng tài khoản gì hết nha cả nhà. iPad 3, cây này iPad 3 16GB, máy sạch, không dướng tài khoản. Giá 1.100.000. Màu trắng bạc. Rồi tiếp theo có 1 cây máy tính bảng lít. Cây này nhạc chuông nó rất là to, nhưng mà có một cái là tại vì vỏ nó hơi xấu, mặt kính đó nè, nó xấu theo thời gian á. Khách trước xài không dán mũ cho nên hơi trầy. Màn hình 10 inch. Đây cây này em vô em test YouTube cho khách coi luôn. Chuông rất là lớn, nhạc rất là lớn, cảm ứng không có vấn đề gì hết nha. Tình trạng cảm ứng rất là ok, chỉ có bị trầy mặt kính thôi. Rất là to nha. Rồi cây này giá là 650.000. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô bác và anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy An nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay. Cả nhà cùng xem và mua điều nhiều dòng điện thoại bán hàng ở nhà, hẹn clip sau. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ bên gia đình.